Đây, con chiến mã của thằng em. Rất gấu. Anh em tôi lại lang thang đây, trên những nẻo đường ở phía Bắc. Về thằng em mình đã chơi một chiếc xe đậu tới bến luôn. Là trèo đèo lội suối là mỹ mạng luôn. Trên xe này là đủ đồ chơi hết. Có nước tắm, có bếp, có lều ngủ. Ở đây chưa vào những đoạn mà gọi là leo đèo lội suối là mới chớm. Anh em chúng tôi đang trên đường đê. Tí nữa sẽ cắt qua cái ruộng ngô này, ruộng bắp này để đi ra cái bờ sông Đà. Hạ trại. Ngày xưa cái đường này là đường đất, đê là bằng đất mà. Đường nó nhỏ nhỏ bằng phân nửa thôi. Bây giờ nó làm rất là to, rất là ngon. Tặng cái này là đi thấy Hòa Bình. Dừng lại mua gà. Mua gà để làm gì? Tí nữa sẽ biết. Đây là ổ quê. Hay kìa. Bãi kia mà cam đẹp kìa. Cái bì to cá kìa, bác nhìn chưa? Nó mò ra chỗ kia nó đẹp kìa. Đi kìa. Đấy, chỗ bọn đánh cá về kìa. Em đang hạ trại luộc gà bên sông Đà. Thì sau đi phải thêm xe nữa khoảng bắc. Đấy, bắt đầu đụng nước phật trà. Ok. Làm xong rồi. Đây, sắm đầy đủ hết trơn trọi, không còn thiếu gì hết chứ. Không có thiếu gì cả. Đấy. Bây giờ được đi lấy nước. Đây, nước đúng này. Nước phải trà đây. Còn đây à. Ấm trà này, ấm trà so với cái viên cà phê này. Mẹ người là pha lần cho hết cả ký cà phê quá. Đây, cà phê đây. Nước sôi rồi đây. Còn than nữa lát nó đốt lên đây, lều đây tối ngủ. Like that.
người thân thiện nữa. Lại có đồng chí ra đây là rất thân thiện. Tôi ngồi ăn luộc gà, pha cà phê, pha trà. Trong cái xe của thằng này nó đầy đủ hết, không thiếu cái gì. Ở ngay bờ sông này cát là lát, thích trượt là trượt xuống luôn, tắm luôn. Anh ơi, gà xôi. Ừ, đây anh ạ. Ui, lỏng quá. Đây đây, xôi rồi, xôi. Vâng. Em luộc ở trên này là để cho nó trong khoang xe, để cho nó gió, đỡ gió. Vâng. Chứ nếu luộc ở dưới này hay gì nó gió thôi. Bây giờ nó có cái bếp ga lò xo ấy. Đấy. Thấy hấp dẫn không? Có cả hành hết đầy đủ gia vị nha. Được chuẩn đấy, tao tí tao cải trần giờ. Cải trần. Mắm có tiết gà là quá, muối. Muối. Muối tiêu chanh tiết gà. Chanh tiết gà. Thì vậy. Bắt lại tập gym ghê quá. Ô vì dằm, để một đời anh đi quân xa, để một đời anh nhớ mãi. Vào ngồi, gà chín rồi. Bác bỏ hộ cái bát này ra cái để đặt vào đây. Cuộc sống không có thì anh em chỉ ăn uống thế này thôi. Có cả trứng luôn. Cũng chẳng mong gì nó cao sang hơn. Lắm lắm. Chính gà view. Em bây giờ gấp cho mình, bây giờ mình phải thưởng thức có gì sung sướng bằng Ôi đi, không sao. Ngon quá bà con ơi. Không sao, chứ được không? Như rượu vậy, vang luôn. Dân chơi đây nè. Hả? Hả? Giờ nhảy xuống đây tắm nè. Quá đẹp. Trên đường chỉ biết là gọi là tìm đường ra, tìm lối ra. Mày bật cái đèn pin này để xoay thấy cái mặt thằng Đức. Mẹ toàn cỏ này, đéo biết được rồi. Đâu là hố. Cái bỏ kính ra mà nhìn. Bỏ kính đi ra, nhìn đây thì vừa đây cái thằng nó chỉ đi đường nào. Đây nó chỉ đâm thẳng đây ra là tới cái đường. Giờ mình chỉ biết đi đâm thẳng thôi, còn biết đi đường nào giờ. Nó bỏ kính. Có chừng tới đây là có đường lẽ ra đấy. Đây không phải đi chéo đây đâu. Bên sông ấy đổ mẹ rẽ phải mới đi. Không, kéo phải vào đi. Rẽ trái hay rẽ phải? Không, rẽ phải rẽ trái nó đéo được. Phải đi. Rẽ là thế. Một cái là đã tới sông luôn. Đổ mẹ. Bên phải này em ơi. Lùi đi phải đúng không ạ? Anh em chúng tôi suýt nữa là ủi xuống sông các bác ạ. Cái đường nào mà đi. Rồi. Hả? Sao vừa đây? Hồi nãy mình quên là mình không định vị trước cái con đường ra. Ờ. Đúng đấy. Rồi, cái gì cứ đi ra phải rồi. Sao vừa đây nó bảo nó đi được thẳng đấy ra thì đây,
bây giờ nó rẽ trái một tí. Mày vô đất đấy. Đây, trái không biết đường nào mà rẽ thì... Đây. Rất là hồi hộp anh em ạ. Anh đèn là đéo biết nữa mà nhìn nữa. Bây giờ mình phải đi lái xuống ở đây sông. Chờ anh tí nhá, chờ anh tí nhá. Đây. Trước mặt này. Mất đi. Chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi. Kỷ niệm mãi không quên. Tháng 8, 2023. Giờ đang đi vào đường ban đêm, đường rất là tối, heo heo hút gió, những chiến binh lại tiếp tục lên đường, trời ngoài rất phức mưa.